Em chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người đang xem clip của em. Hôm nay đây thì em quay video về một cái cây phi điệp cửu long Hòa Bình, cây phi điệp cửu long Cao Phong. Thì như mọi người vẫn biết rằng là cái tên phi điệp cửu long thì nó chính là cái cây đây, cây trước mặt mọi người mình đang quay video đây. Thì mọi người có thể nhìn hoa thì mình cũng có thể gọi là khá là dễ để nhận ra, không hề khó nhiều, khó lắm. Cái này với cây phi điệp là một trong những cây phi điệp khá là đẹp trong dòng phi điệp cánh bầu. Nó là một trong những cây phi điệp rất đẹp trong dạng phi điệp cánh bầu, bởi vì cây này thì khuôn bông nó thì luôn luôn giữ form, không bao giờ bị có sự thay đổi cả. Tất cả mọi cây, bởi vì nó cùng là một cây nhân gia mà. Các cây khác thì cây nào nó cũng có, nhưng mà cây này thì là nó cây nào cũng kiểu có sự khác biệt thay đổi ấy. Cây này thì nó gần như không thay đổi nhiều. 90% là các bông hoa là như nhau. Và có thể nói rằng là đây là một cây ổn định. Khuôn bông cánh bay rất là đẹp. Thì là vì hôm nay là em không ở nhà buổi trưa với cả buổi chiều được, nên là em quay sáng sớm. Thì nó hơi có cái gọi là khó khi mà mọi người nhận biết về màu hoa rồi thì nhận biết về cây. Nhưng mà nhìn chung là nó cũng tương đối là đơn giản thôi, chứ nó cũng không khó lắm đâu. Nó không có gì khó cả. Bởi vì các cây ấy, thì thường mình nhìn chúng ta nhìn và nhìn nhận một cái cây ấy, theo là khuôn bông, form bông, chuẩn bông hay không, chứ không phải là nhìn màu sắc. Bởi vì nhiều khi ấy, nhìn màu sắc ấy, thì một cây nó ra nắng ấy, thì mắt nó sẽ rất đỏ. Đấy là điều chắc chắn, cây nào cũng vậy thôi. Khi mà chỉnh hiệu ứng ánh sáng buổi tối đây này, đây thì các bác cũng có thể nhìn được rằng là khi mà lên ảnh thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà đây là một cái cây mà em quay bình thường thì nó là một cây tím rất là đẹp, khuôn bông rất là to. Và một trong những cây phi điệp tím thì được rất nhiều người săn đón, bởi vì thân lá của cây này nuôi tối đa nó rất là lớn, khoảng hơn 2m, 2m2 là tối đa. Có những cây 2m em đã gặp rất là nhiều, bởi vì em gặp những cây này năm đầu tiên và đặt tên thì là năm 2013 thì là bắt đầu có cây này. Đặt tên bởi vì là nó có 9 thân, đơn giản, tên kiểu đơn giản vậy thôi. Thân to và 9 thân, bông to hơn bao thuốc lá, khủng khiếp. Cảm thấy to thì gọi là cửu long cho vui. Thế là nó là thành một cái tên. Chứ còn thì tên, tất cả mọi tên thì chỉ là để cho mọi người dễ nhận biết thôi, chứ không phải là hàm ý hay như nào cả. Đương nhiên là một cái tên là nó có ý nghĩa, nó phải có ý nghĩa kèm một chút. Đương nhiên là nó chỉ là để dễ nhớ thôi, nhưng mà nó cũng là ý nghĩa để mọi người cùng đẹp và mọi người nhìn nhận được, mọi người có thể phân biệt được nó. Chứ nếu như mà không ý nghĩa, tên không ý nghĩa thì cứ đặt tên bừa đi thì sẽ rất là khó nhớ, và nó không đẹp, nó không hay. Còn khi đặt tên cho một cái cây thì cũng như đặt tên một đứa con vậy, nó rất là tên phải hay, mỹ miều, tương xứng với bông hoa. Còn nếu như mà cây mà nó không được tương xứng với bông hoa lắm thì thực ra thì bản thân người đặt tên người ta cũng sẽ mất cái sự uy tín đi. Bởi vì đặt tên cây nó là một điều rất khó, không phải ai cũng được cũng có thể sưu tầm được những cái cây rất là đẹp như này để mà đặt tên cả. Còn chủ yếu là anh em sưu tầm được nhiều thì đặt tên thôi. Khi mà đặt tên mà không hay ấy thì sẽ được mọi người phản ứng rất là mạnh. Đây thì em giới thiệu về thân lá cái này một chút để không tốn thời gian của các bác nữa, để các bác cùng nhìn nhận, là các bác đi mua nhé. Gặp được một cái cây nào mà thân lá và hoa như này thì mua chơi sưu tầm. Cây này thì của nhà em nó chỉ cây nhỏ thôi, còn cây to thì em có, thì to em bán hết rồi, em có những cây nhỏ này thôi. Cây này thì em quay sơ qua về thân lá nhé. Thân lá của nó là dòng rất to, nên là thân đây nhân ki năm 2 đây, ki năm 2 ra hoa đấy nhá. Ki năm đầu đây, ki năm 2 đây, ki năm 2 đây là đang ra hoa đây, chính là cây này đây. Năm 3 thì nó thành thân quá khổng lồ luôn rồi đấy. Đây năm 2 thì em dùng các loại phân bón khá là tốt để chăm nó.
Cái này nó hơi nhỏ thôi. Đây, anh có thể nhìn vào thân của nó nhá. Thân của nó thì nó chỉ hơi có chấm tím một chút thôi, gần như là có rất ít, chủ yếu là xanh sạch. Đấy là về thân. Còn về cổ lá thì vẫn có khắc, có nhẫn ở đây tím. Đấy, các bác có thể nhìn là các bác biết đúng không ạ? Có màu đây, màu tím, màu khác biệt thì mình nhìn biết ngay. Dạng lá tre và cổ đây. Dạng lá thì em quay cái to để các bác nhìn dáng lá của nó. Dáng lá của nó thì khá là dễ nhìn đúng không ạ? Dáng lá của nó khá dễ nhìn. Lá này là dạng lá dày á, hàng Hòa Bình, lá rất dày. Thân to. Em nói nốt phần thân quên mất đấy. Em nói phần thân là thân của nó là có chấm tím này, cổ khắc khắc tím, nhẫn tím. Thân khá xanh. Không được sạch lắm nhưng mà thân xanh, có thỉnh thoảng có ít chấm. Thân thì nó to tối đa là khoảng hơn 2 mét. Mình chưa biết 2 mét bao nhiêu chưa biết, nhưng mà cái loại 2 mét em đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy nhiều rồi. Thân to có thể phi 21. Còn nuôi to hơn thì em cũng chưa thấy. Phi 21 là cái loại phi em to hơn ngón tay cái của em, rất là kinh khủng rồi, rất là to. Đấy, còn đây là một cây bình thường thì nó nhỏ như này thôi. Thì đường kính của nó thì nằm từ 0,8 đến 2 cm. Có thân sẽ được 2,1, 2,2, nhưng mà nuôi được mà to thế nó rất là ít và rất là hiếm các bác nhé. Còn nuôi nhỏ thì nó nhiều, bình bình như những cái thân em nuôi đây thì nó cũng khá là to rồi. Nó cũng phải được phi 12, 13 rồi. Đấy là kỳ 52 ấy. Kỳ 53 này, cái như cái 53 này thì là nó sẽ rất là to. Về lá của nó là dạng lá cổ thưa. Dạng lá nhỏ, dài. Nó không phải dạng lá tre đâu, lá rất dày và bầu. Lá bầu tròn này. Nó không phải là dạng lá mít luôn. Nhìn chung nó phải phi điệp như bình thường. Lá của nó thì to khoảng từ 2,5 đến 3,5 cm. Có thể là 4 cm nhé. Đấy là do nuôi, thân lá to nhỏ thôi. Và dài khoảng tầm độ từ 7 đến 12 cm. Nó khá là dài và to. Nên là mọi người có thể là tương đối là dễ nhận biết. Nhưng mà đây cái dáng lá, cổ lá thưa, dáng lá đây này. Đây các bác nhìn nhé. Lá xòe ngang, hơi võng xuống, hơi võng xuống không lên này. Lá gần như lá nào cũng thế, bên kia cũng thế này. Đấy, dáng lá kiểu lá vậy. Nhưng đương nhiên là lá ngọn là lá dựng lên rồi. Lá ngọn thì không là không có dáng đấy. Nhưng đây này anh chị nhìn này, vách này. Đấy, nó cong hơi xuống tí, xong cong lên, nó hơi sóng. Lá rất là dày, mặt lá thì nó có nhiều gân thôi, gân mờ đó, gân mờ, đuôi lá quặp đấy, quặp này đấy, thì gần như cây nào thì các bác có thể nhìn sơ qua đúng không ạ? Đây em nói về phần nở hoa của cây phi điệp này ấy, thì nở hoa vào dịp đang nở đây là tháng sáu nhá, đang nở tự nhiên Hòa Bình chuẩn tháng 6 là chuẩn luôn đấy, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 5 có những ít, có chứ là kích đâu, kể cả phi điệp đột biến hay cái gì thì vùng Hòa Bình đa phần nở vào tầm tháng 6 này thôi, tháng 6, tháng 7 và rất là nhiều. Đấy, thì bởi vì họ Hòa Bình người ta cũng hay tổ chức hội lan vào tháng 6, tháng 7 rồi. Bởi vì hoa là đến nở nhiều. Thì đây là một cây mà nó khá là nhỏ, rất ít hoa thôi. Nhưng em thì bởi vì không cái to, mai kia em sẽ sang nhà anh hàng xóm em quay về cái cây rất là to của anh ấy. Bởi vì anh ấy có nhiều cây to, chứ em thì chỉ có cây nhỏ thôi. Thì với những cái cây nhỏ hay to thì không quan trọng nhé. Quan trọng là anh chị nên mua được chuẩn cây, nó phi điệp cửu long Hòa Bình, cửu long cao phong, phi điệp cửu long Hòa Bình, phi điệp cửu long cao phong nhé. Thì khi mà mua được những cái cây này thì các bác về các bác chăm thì chắc chắn với các bác là có thể nói là thân lá của nó to tối đa sẽ là như vậy, còn phụ thuộc cách mình chăm như nào thì đấy là tùy mình thôi. Như em đây thì em cho các loại phân bón, phân tan chậm nữa, nên là cây nó rất là khỏe. Và bón, phân bón thì nó có nhiều loại nào em cho nó là tốt thôi. Nhưng có khi là các bác thì sử dụng thì có mỗi người thích sử dụng một loại ấy. Nên là em không nói về vấn đề đấy. Nhưng mà cái loại là tốt thì mình dùng các bác nhé. Còn em ở đây thì em tư vấn cho các bác các loại phân tan chậm, đó chính là phân của Đài, của Nhật, của Israel và của Úc.
Đấy, thì nhìn chung nó có vài nơi thôi, nhưng mà cái loại nào phù hợp nhà mình thì mình sử dụng nhá. Nó tốt thì mình sử dụng. Các bác có thể inbox cho em tư vấn cho các bác xem sử dụng là phân nào để cho nó to thân, phân nào để nhanh dài, loại nào các bác nhá. Thì để inbox cho em. Còn cây cối giống má thì các bác cứ xem và lựa. Chỗ nào uy tín thì các bác mua, hoặc là không có thể liên hệ với em thì em sẽ bán cho các bác. Thì nó cũng dễ thôi, chẳng có gì cả. Inbox cho em qua Zalo hoặc là Facebook. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Video này em giới thiệu về cây phi đẹp Kiều Long Cao Phong, phi đẹp Kiều Long Hòa Bình. Cảm ơn anh chị, em chào anh chị.